Đối với các nước phát triển, tỷ lệ tử vong ở đột quỵ chỉ đứng thứ hai hoặc là thứ ba, nhưng tại Việt Nam, đột quỵ là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu và cũng là nguyên nhân để lại di chứng cao nhất. Theo thống kê, có khoảng 70% bệnh nhân đột quỵ không thể trở lại cuộc sống bình thường như trước. Tại Đồng Nai, hiện có 3 cơ sở y tế có đơn vị điều trị đột quỵ và đã triển khai được các phương pháp điều trị đột quỵ. Nhờ đó, nhiều bệnh nhân đã được cấp cứu kịp thời. Bà Võ Thị Hương, 72 tuổi ở huyện Xuân Lộc, vừa trải qua một cơn đột quỵ cấp và may mắn không bị di chứng. Bởi khi người nhà đưa bà đến bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh cấp cứu, thì chỉ còn 15 phút nữa là quá thời gian vàng để điều trị bằng thuốc tiêu huyết khối. Vì tự nhiên nó khỏe mạnh không sao hết. Vậy cái là gục xuống cái là cái miệng méo qua một phía là thụt lưỡi không nói được. Cái con nó chụp thờ, nó bỏ lên xe, nó chạy vô bệnh viện. Là cỡ như cô không còn gì biết gì nữa hết. Mà vô đó, bác sĩ này nhờ bác sĩ cứu kịp thời, nhưng không cô cũng chết từ bữa thứ năm rồi. Là nói là chích một mũi kim đó là có 3 tiếng đổ lại, còn quá 3 tiếng là không kịp. Mà cô vô tới đây còn có 15 phút nữa là hết 3 tiếng đồng hồ đó rồi. Bà Hương là một trường hợp may mắn vì đã được đưa đến đúng thời điểm và đúng nơi có thể điều trị đột quỵ. Bởi thực tế có nhiều bệnh nhân đột quỵ nhưng không thể cấp cứu kịp. Cụ thể tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, đơn vị triển khai điều trị đột quỵ sớm nhất trong tỉnh, tỷ lệ bệnh nhân đột quỵ được đưa đến sớm ngày càng tăng, nhưng cũng không ít trường hợp bệnh nhân đến trễ vì thiếu kiến thức về đột quỵ hoặc thiếu thông tin về nơi điều trị đột quỵ. Anh trực đêm ở trên đấy lúc gần 5 giờ sáng thì trên người ta gọi điện về, người ta báo nhà là anh bị trúng gió thôi, chỉ biết như vậy thôi. Xong rồi ông anh với thằng cháu đưa anh lên bệnh viện này, không có biết gì đột quỵ, tự nhà không có ai bị nên không có biết. Cái điều trị dùng thuốc để tan cục máu đông, cái điều trị dùng những cái dụng cụ để lấy cái cục máu đông giúp cho cái mạch máu nó tuần hoàn trở lại đó, ở những cái giờ nhất định thôi. Cho nên là nếu mà nó quá cửa sổ thời gian thì những bệnh nhân đó mình chấp nhận với cái di chứng nặng nề và mình không làm gì được. Và cái hậu quả là cái tỷ lệ tử vong sẽ cao hơn, tỷ lệ bệnh nhân tàn phế sẽ nặng nề hơn. Hiện nay tại Đồng Nai, ngoài Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh và Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, còn có Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất đã triển khai được phương pháp điều trị đột quỵ, gồm điều trị bằng thuốc tiêu sợi huyết, can thiệp nội mạch hoặc phẫu thuật thần kinh mạch máu. Có thể là nhà mình ở gần một cái bệnh viện, nhưng mà cái bệnh viện nơi đó họ chưa triển khai những cái kỹ thuật điều trị đột quỵ này. Thì nếu mình vô đó thì có lẽ là mình sẽ mất thêm thời gian. Địa bàn tỉnh Đồng Nai hiện tại là có 3 bệnh viện, thì người dân, người bệnh hoặc là những cái trung tâm mà tiếp nhận bệnh nhân đột quỵ mà mình chưa triển khai được cái điều trị đột quỵ đó thì mình cũng biết được cái nơi để mình chuyển đến để cho bệnh nhân đỡ mất cái thời gian nhất. Xin được nhắc lại, đối với người bị đột quỵ thì thời gian là não. Bệnh nhân càng được cấp cứu sớm thì sẽ càng có lợi cho bệnh nhân. Hiện nay thì trên địa bàn tỉnh đang có 3 đơn vị có đơn vị điều trị đột quỵ, đó là Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất và Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh.